Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Phạm Minh Chính nhận lệnh Nguyễn Tân Dũng nâng uy tín của Nguyễn Thanh Nghị. Nguyễn Thanh Nghị là thái tử của Đảng, có lý lịch rất khủng. Tuy nhiên, Nghị lại không được ông Nguyễn Phú Trọng là đối thủ chính trị của Nguyễn Tân Dũng ưa gì. Tuy vậy, Nguyễn Thanh Nghị đang ở trong khối chính phủ chứ không ở trong khối trung ương Đảng. Khối chính phủ lại được sự hỗ trợ của ông Phạm Minh Chính, xem như Nguyễn Thanh Nghị đã an toàn. Khi mới lên chức Bộ trưởng, dựa vào hơi Phạm Minh Chính thì Nguyễn Thanh Nghị liền chứng tỏ bản thân bằng kỳ họp nội bộ của Bộ Xây dựng. Mục đích là để kiểm tra xem bộ máy dưới quyền thời người tiền nhiệm đã vận hành như thế nào. Đồng thời cũng ghi lại những số cá nhân cần giữ lại, những cá nhân cần thay thế. Trong lần họp đó, ông Nguyễn Thanh Nghị đã kéo Phạm Minh Chính tham gia để gây thanh thế cho mình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị qua 4 năm làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đã hiểu nguyên tắc củng cố quyền lực. Việc đầu tiên của người mới nhậm chức là tạo vây cánh cho vững chắc. Kỳ họp đầu tiên của Bộ Xây dựng trên cương vị là Bộ trưởng, ông Nguyễn Thanh Nghị có đề cập đến công tác chống tham nhũng. Mới ra Hà Nội mà Nguyễn Thanh Nghị đã học rất tốt chiêu thức của ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng trước đó. Đó là dùng chiêu bài chống tham nhũng để củng cố quyền lực của mình và có thể qua đây loại bỏ những cá nhân mà ông không ưa. Nguyễn Thanh Nghị có tiền sử sai phạm đất đai ở Phú Quốc, đấy là điểm đen. Tại Bộ Xây dựng, nếu không được sự che chở thì ông Nguyễn Thanh Nghị có thể bị ông Nguyễn Phú Trọng cho sờ gáy bất cứ khi nào. Nguyễn Thanh Nghị không phải là con người năng nổ như Nguyễn Bá Thanh, tuy nhiên Nguyễn Thanh Nghị có lợi thế là được thế lực mạnh đỡ đầu, mà thế lực đó lại là thế lực đang lên, là ông Phạm Minh Chính, đương kim thủ tướng của Việt Nam. Và hình ảnh của Nguyễn Thanh Nghị đang được xây dựng như thế nào? Ông Phạm Minh Chính là người điều hành kinh tế của cả nước Việt Nam. Cuộc chiến chống dịch vừa qua là cho doanh nghiệp điều đứng. Hậu Covid, nếu giải cứu doanh nghiệp vực dậy nền kinh tế, thì người đó sẽ có uy tín trong đảng khi điều này thành công. Hiện nay, doanh nghiệp thì tơi tả rồi. Dù làm tệ thế nào thì các doanh nghiệp cũng sẽ khởi sắc. Vấn đề là khởi sắc nhanh hay chậm mà thôi. Ai nhảy vào, nhận nhiệm vụ giải cứu các doanh nghiệp, thì người đó sẽ có cơ hội lớn lập thành tích trước đảng. Nói đến doanh nghiệp thì nhiệm vụ chính thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công Thương. Tuy nhiên lần này ông Phạm Minh Chính lại cho ông Nguyễn Thanh Nghị đứng ra giải cứu những doanh nghiệp đang ngất ngư vì dịch Covid. Vào ngày 8 tháng 10, ông Phạm Minh Chính đã phân công cho Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm Tổ trưởng nghiên cứu doanh nghiệp. Người dân khó khăn vì Covid-19 và đây tổ này để chuyên để giải cứu các doanh nghiệp vì Covid-19. Đây rõ ràng là sự ưu ái đặc biệt. Cơ hội ngon ăn như thế này mà ông Phạm Minh Chính đã trao vào tay ông Nguyễn Thanh Nghị thì đấy là một câu hỏi rất lớn. Ai cũng biết ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Tân Dũng có nhiều ơn nghĩa. Tuy nhiên việc ông Phạm Minh Chính nhường cơ hội này lại cho bộ trưởng trẻ tuổi là điều rất khó hiểu. Nguyễn Thanh Nghị đã được ông Phạm Minh Chính gắp miếng ngon nhất để bỏ vào bát. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã đảm nhận vị trí tổ trưởng tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Điều này hết sức quan trọng trong thời gian tới. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị được trao cơ hội lớn. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh là tổ phó thường trực tổ công tác đặc biệt này. Quan trọng là Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, ông Nguyễn Hồng Minh chẳng qua là người được Nguyễn Thanh Nghị kéo vào mà thôi. Buôn có bạn, bán có phường là thế. Một khi ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng được phân công nhiệm vụ mới, thì ông sẽ kéo theo nhiều thuộc hạ là điều khó tránh khỏi. Các thành viên của tổ công tác đặc biệt, lãnh đạo các pháp chế, quản lý doanh nghiệp, quy hoạch kiến trúc, vật liệu xây dựng, văn phòng bộ, thanh tra bộ, các cục như kinh tế xây dựng, quản lý hoạt động xây dựng, giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, công tác phía Nam, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, quản lý nhà và thị trường bất động sản, vân vân. Ông Phạm Minh Chính luôn tạo cơ hội cho Nguyễn Thanh Nghị và điều này gần đây thấy ngày càng một rõ hơn. Việc của Nguyễn Thanh Nghị là làm sao cho dự án nhà ở xã hội được thực hiện. Tuy nhiên, chính sách này là một chính sách rất khó. Nhiều đời bộ trưởng khác đã không thành công. Việc bất động sản cứ sốt lên từng ngày thì giá nhà dù xây dựng rẻ cỡ nào thì sau đó cũng sẽ bị đẩy lên giá vượt quá tầm tay của người dân có mức thu nhập trung bình. Trong chính sách này, ông Phạm Minh Chính đang có động thái kìm hãm cơn sốt đất để giúp ông Nguyễn Thanh Nghị thực hiện bằng được chính sách mới. Vào ngày 19 tháng 4 vừa qua, ông Phạm Minh Chính cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước
quản dòng vốn và bất động sản. Động thái này được xem là cách mà Phạm Minh Chính đang muốn giúp Nguyễn Thanh Nghị thực hiện thành công chính sách nhà ở để gây tiếng vang trong thời gian tới. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị và ông Phạm Minh Chính. Tình trạng dòng tiền chảy nhanh vào các kênh đầu tư tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán cũng được cảnh báo. Nó gây ra bong bóng bất động sản chứ không làm gì tốt cho nền kinh tế cả. Mà nếu để xảy ra hiện tượng bong bóng bất động sản thì xem như chính sách của Nguyễn Thanh Nghị phá sản. Trước lo ngại tiền đổ vào mạnh vào bất động sản, chứng khoán, ông Phạm Minh Chính đã làm việc với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng dùng một số công cụ chuyên ngành về tài chính, ngân hàng để kiểm soát rủi ro tín dụng vào bất động sản. Đấy là những gì mà ông Phạm Minh Chính đã nỗ lực hỗ trợ Nguyễn Thanh Nghị. Nguyễn Thanh Nghị có thuận tiện rất lớn là sếp của ông Nghị lại là người có nhiều ân nghĩa với ông Nguyễn Tấn Dũng, là cha đẻ của ông Nguyễn Thanh Nghị. Hiện nay trong chính phủ của ông Phạm Minh Chính không ai có nhiều thuận lợi như Nguyễn Thanh Nghị cả. Nếu biết phối hợp với Phạm Minh Chính thì Nguyễn Thanh Nghị sẽ tiến xa hơn nữa và rất có thể chức thủ tướng là trong tầm tay ở những nhiệm kỳ tới đây. Tuy nhiên cho tới nay, khi mà Covid đang tấn công quá mạnh vào nền kinh tế thì dự án xây nhà xã hội của Nguyễn Thanh Nghị khó có thể thực hiện. Hết cơ hội này, Phạm Minh Chính lại trao cho Nguyễn Thanh Nghị cơ hội khác. Đó là ông Nghị đã được chỉ định làm tổ trưởng tổ công tác giải cứu doanh nghiệp thời Covid-19. Và Nguyễn Thanh Nghị cũng vì vậy mà cần phải thiết lập vây cánh như thế nào. Theo quyết định trách nhiệm, nhiệm vụ tổ chức công tác đặc biệt là chỉ đạo triển khai, thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan, tích cực nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Thực ra, việc làm của ông Nguyễn Thanh Nghị chủ yếu là chịu sự chỉ đạo của ông Phạm Minh Chính. Quốc hội chỉ là một cơ quan bù nhìn, không có quyền lực gì lớn cả. Và chịu sự chỉ đạo của Thủ tướng thì đó là ưu thế của Nguyễn Thanh Nghị. Phạm Minh Chính sẽ chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng Nguyễn Thanh Nghị trong công tác giải cứu doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả đối với đại dịch COVID-19 và tăng tính chủ động, tự chủ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Tấn Dũng. Tổ công tác đặc biệt sẽ rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra giấy phép con, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra của Bộ Xây dựng. Định kỳ hàng tháng hoặc khi cần thiết, tổ công tác đặc biệt sẽ tổng hợp lại tình hình, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân theo thẩm quyền của Bộ và đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định. Trao cơ hội thứ nhất, Nguyễn Thanh Nghị không hoàn thành thì trao cơ hội thứ nhì. Cơ hội thứ nhì không hoàn thành thì lại trao tiếp. Cứ thế, trao cơ hội dễ dàng thì cũng đến lúc Nguyễn Thanh Nghị lập công và thăng chức. Vậy ai tác động vào Phạm Minh Chính để ông Thủ tướng này ưu ái cho Nguyễn Thanh Nghị đến như vậy? Đó không phải là ai khác, chính là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đã có ân tình rất lâu với ông Phạm Minh Chính trước đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Hai ngày 11 tháng 10 năm 2021 với bản tin Phạm Minh Chính nhận lệnh Nguyễn Tấn Dũng nâng cao uy tín Nguyễn Thanh Nghị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.